sáng như mày, đi nhắc tên đèo ấy đâu nhỉ. Vì đã từng nghe rừng gió hôn anh có vào nghĩa lộ với em không, anh có vào nghĩa lộ với em không. Còn nhớ gọi thia lời yêu ngày trước, nhớ mương lò khi vui mùa gần, bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bao giờ anh vào nghĩa lộ với em, thì xa miền Tây vẫn chờ anh đến. Tông trụ thôn sao thêm vẫn thêm điều đêm về thành buồn sao duyên hội người ơi, hãy vào nghĩa lộ với em đi. Hội xóm Chiêng Mưa đại biểu các khán giả Trường Trinh Văn Huệ, Tân Thung Tuổi, thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái, chăm mừng cách mạng Buôn Pét, các quốc khánh Thọ Khăm Buôn Cẩu, Thi Thọ Phân Linh Thích Hàm, Mi Phương Bài, Làng Nịnh. Kính thưa các vị đại biểu và khán giả, chương trình văn nghệ của Hội Người Cao Tuổi thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 có những nội dung sau đây. Mừng tế đắc tế đài, con chơ chỉ xe khách, đổi xe cử cân tăng nả, tài lương thầy thèn, cho phép cấp sầm lệ giáp, thánh thần, cho bảo cú, hở để khắp, khắp đầy, tay phân, hết lăng có đầy cây, lăng có tướng, trong reng, hết kim tay khẩn, việc nghi do phú vũ tuyến thọ đã giác. Từ xa xưa, trước khi tổ chức cuộc xẻ cắp trong hồi, xẻ cử người đến tận nhà thầy then xin phép và sắm lễ cúng thánh thần và tổ tiên để được phù hộ cho cuộc vui này cùng được vui vẻ và thành công. Nội dung này do ông Vũ Tuấn Thọ thực hiện. Không, khắp trong bản nương do già lo thị tuyến khắp. Hai, khắp mừng bản đường do bà lò thị tuyến khắp. Tham, khắp mây lẩu do già hà thị mái khắp. Ba, khắp mời diệu do bà hà thị mái khắp. Thí, xê, mời phiêu, mời lẩu do tốt nhinh diễn. Bốn, xê mời diệu, mời chầu do tốt nữ thể hiện. Hả, xe tô hương do tốt nhiên diễn. Năm, rẻ xe dân hương do tốt nữ thể hiện. Rốt, xe phô biếu do tốt nhiên diễn. Sáu, dân hoa do tốt nữ thể hiện. Chất, xe treo rưa tốt nhiên diễn. Bảy, xe chiều thuyền do tốt nữ thể hiện. Tết, khắp văn chấn quê non do già lo thị tuyến khắp. Tám, khắp về quê em do bà lò thị tuyến thể hiện. Cẩu, xe mây thắp tàu do tốt nhưng diễn. Chín, xe gầy do tốt nữ thể hiện. Tiếp, xe tài thàm ma chất do tốt nhưng diễn. Mười, đi nhịp ba về nhịp bảy do tốt nữ thể hiện. Tiếp ơn, tấu tí thiêu do phú Hà Văn Đổi diễn. 11, phí thiêu do ông Hà Văn Đổi thể hiện. Thiếp phong,
xe khăn do tự nhiên cấp các đại biểu cùng xe. 12. Xe khăn do tốt nữ và các đại biểu khán giả cùng xe khắp. Giới thiệu chương trình: Cắm Tây Hà Huynh, Cắm Phổ Thông Hà Thị Mái. Giới thiệu chương trình: Tiếng Tây Hà Huynh, Tiếng Phổ Thông Hà Thị Mái. Ban nhạc: Vũ Hà Văn Đổi, Nhi Tí Thiêu, Vũ Hà Huynh, Vũ Tuấn Thọ, Tính Tẩu. Nhạc rính: Mi Các Gia, Gia Hà Thị Viên, Hà Thị Yêu, Hà Thị Nhăng, Hà Thị Quýnh. Hát theo xe: Bà Hà Thị Nơi. Ban nhạc do ông Hà Nhạc và các bà Hà Thị Viên, Hà Thị Quýnh, Hà Thị Yêu, Hà Thị Nhăng hát cho xe Hà Thị Nơi tổ chức chỉ đạo và tài trợ. Nội dung chương trình này do ông Hà Ngoan và Hà Huynh tổ chức chỉ đạo cấp tài trợ. Hậu chương trình này do Phú Hà Ngoan, Hà Huynh. Chương trình giới thiệu thân mỉ mất bắt đầu chương trình khảo diễn. Mời tiền họ thưởng thức. Tốt, từ đầu tới cuối và an toàn
con cảm thấy thế giới nhiều năm con tổ chú và các thầy từ bây giờ con rất thương thương họ và mong em về tấm là tổ chú và những người thì cần nhớ nuôi cái tôi đúng không? Tôi thì lên đang ở đây rất là cảm do điều kiện rồi thì tất cả mọi việc là do những ngày sắp tới là đông hà lan là do điều kiện nó như chú đã chỉ giao dùng làm ông đồng tô đúng là luồn ngoài ông phía chú ấy đã nghỉ rất lâu với những cái này kiểu cái này đã cái là dùng làm nó đo vòng căn đất rất vui là cho mẹ còn khối cái như là ta lớn là chú trung những ngày thành công tốt đẹp từ đầu chí cuối đấy được làm cho đấy bình dương tức là bảo chú và thần linh lâu nay gần tiếp thiên lý nhất là đó là đó ơi thương chiến thong và phân tâm nông thế đồng có tiếng mẹ không lán ơi răng hay thầm kinh thiên có tiếng mẹ thông lán ơi chẳng hay nắng ân khảo nữa có tiếng mẹ thông lán ơi chẳng bàn tham thì tham khoai khảo trộm đông hay nắng có tiếng mẹ không làn trăng bàn tham thì tham khoai cầu trồng đông hay trà trăng phan na khảo mây đông đầm nhớ trăng phân đùa cất chậm hệt lào na thong mưa làn khăm bằng mây phiêu đàn xó phù tín mưa hao tang hao chậm thong mưa làn khăm bằng mây khoáng đàn xó phù tín mưa dương ngang mới lào nơ ơi thương trên lầu đài nơ trên xe sang nơ trên lầu tận khóp tang minh không nơ trên lầu tận lông bồng minh đan ơ sau mưa thuội đeo khá lãn xóm ơi làn xó mới mưa bỏ phiêng mẹ du yên lào nơ làn xó mới mưa thảo phiêng kê du yên trầm nơ lào thầm lại tại an đơn nơ lào trang lại tại bữa đơn nơ mô trừ tại mưa làm khắm chúa lan phản đơ lão làn phản cho bất con pha mầm na lão làn phản cho hạ con luông mầm na đụng luông cũng đông phản đại nhàn on cũng đông hứa phân sang bên trên lão ngân hiếp mưa bỏ tiếng mẹ tánh lại nơ sang bên trên lão ngân hiếp mưa bỏ tiếng mẹ tánh ca nơ
cắm trong làn mà thương mì ơi làn gió chiêng mưa bỏ tiếng mẹ du văn thầm tiếng coi lìn đỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình mưa thuận dương ngân tiếng sàn âm la bao lý giờ bầu khá là khó mà làm ba nó ta nó bao lý giờ bầu khá là tám mà cổ sàn âm la lìn lè lìn lè cân mê lệch áo thổi lòng người lìn lè lìn mây cân mê nòi áo thượng con nơ lòng ngà bao lìn giờ chi mét chật thờ màu kín á vãn và nò bao lìn giờ chi nhất càng thờ lắm chuyện hà on qua nó non à bao mi tâm mơ lệ mưa lìn bươn to kè lắm nhớ đại non người để đại mưa đông tóc áo mưa để lá thùng
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đen đường ngày đường nào trắng thọ mới nào hồng tan 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 ma đang bắn chân Thank you.
Thank you.
Thank you.
đại biểu và khán giả thính giả tưa xe hội tưa ni không hội cân thung tuổi thôn Thác Vác xã Đồng Khê văn chấn Yên Bái Hưng Mỹ Tam Giang tất cả thành viên vũ cung đội văn nghệ cho chúc hưởng quý vị đại biểu khán giả thính giả cân đơ của đầy trong đầy ren hèn nhang mi lại dịp bỏ cân lại tưa. Alo. Chương trình văn nghệ của Hội Người Cao Tuổi Thôn Một Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tới đây kết thúc, kính chúc sức khỏe của các vị đại biểu cùng khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Sau đây, xin trân trọng kính mời ông Hà Ngoan lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã, các đồng chí lãnh đạo huyện, tất cả các ông các bà, các cháu và các vị đại biểu, xuất phát từ suy nghĩ về vấn đề dân tộc, mà cái vấn đề dân tộc này là vấn đề rất lớn của Đảng và Nhà nước. Hôm nay là sau nhiều lần chuẩn bị, dành thời gian để chuẩn bị, mà nhất là các diễn viên ở xã Đồng Khê đã dành rất nhiều thời gian bằng để tập duyệt để có một cái chương trình như hôm nay. Tôi nghĩ rằng cái bản sắc dân tộc của chúng ta ấy từ lâu đời, nếu như chúng ta không ôn lại những cái bản sắc dân tộc này, tổ tiên chúng ta, ông bà cha mẹ chúng ta, thì chúng ta quên hết. Và trong cái cơ chế thị trường và trong cái tình hình hội nhập hiện nay đó, chúng ta dễ hòa nhập
nhưng mà cũng dễ hòa tan. Do vậy chúng ta đều phải suy nghĩ để làm thế nào chúng ta giữ được cái bản sắc, và đặc biệt là bản sắc các dân tộc, 54 dân tộc của cả nước. Cái điều đó sẽ tra truyền con nối hết thế hệ này đến thế hệ khác để truyền lại cho con cháu chúng ta biết tổ tiên chúng ta, ông cha chúng ta, dân tộc chúng ta như thế nào. Do vậy từ cái suy nghĩ đó mà tôi và đồng chí Hào Huynh tổ chức cái buổi biểu diễn hôm nay để lưu lại cho con cháu mai sau, cho các thế hệ, lúc nào chúng ta cũng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta, nhớ đến dân tộc chúng ta, và chúng ta lao động, chúng ta lúc nào cũng cái bản sắc văn hóa dân tộc chúng ta không bao giờ mai một, lúc nào nó cũng ở trong trái tim và cuộc đời chúng ta. Đấy là cái tầm suy nghĩ mà tôi làm những cái buổi biểu diễn văn nghệ hôm nay và lưu truyền lại cho các con cháu đời sau. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tôi rất cảm động. Ở đây là có các cụ cao niên, nhiều hơn tuổi tôi một tí, cũng đã tham gia từ nhạc cụ, rồi là đến nôm khắc, rồi là xòe theo phong tục của dân tộc Tày. Do vậy tôi rất biết ơn cả ông các bà, anh các chị đã bớt chút những thời gian vàng bạc quý báu để vào biểu diễn, để là giữ lại cái bản sắc dân tộc của chúng ta. Đấy là vấn đề thứ hai. Với cái tấm lòng thành của tôi, mặc dù tôi năm nay đã 74 tuổi, nghỉ hưu đã được 13 năm rồi, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi lúc nào nghĩ đến cái dân tộc của chúng ta, 13 dân tộc của con trẻ trong 54 dân tộc của cả nước, và trong đó cái bản sắc dân tộc Tày, dân tộc Thái, dân tộc Mường lúc nào cũng tâm niệm trong cái tư duy của tôi. Do vậy tôi suy nghĩ là mong tất cả các ông các bà chúng ta hãy giữ lấy những kỷ niệm này, và hôm nay là được anh Hùng Hoàng Hùng là cùng với đài phát thanh truyền hình của VN có mời đồng chí Bí thư Huyện ủy, nhưng bí thư hôm nay là phải chức trách trung ương lên, có đồng chí Nghĩa là trưởng phòng văn hóa thông tin của huyện cũng tham dự, các đồng chí lãnh đạo của xã, đồng chí Thành, đồng chí Đoàn, đồng chí phó chủ tịch của xã hôm nay. Xin trân trọng biết ơn các ông các bà, các đồng chí lãnh đạo và gia đình, chúng tôi không có cái gì là hơn hết chỉ biết cảm ơn thôi, và gọi là một bữa cơm đoàn kết, ta giải lao chút ít, sau đó là ta lên nhà để chúng ta ăn bữa cơm thân mật. Và chi phí cho toàn bộ cái cuộc hôm nay do tôi tài trợ, và ta báo cáo với các ông các bà là cũng nuôi lợn nuôi gà nuôi vịt thôi, thì cũng có chút ít gọi là bồi dưỡng cho các cụ ông của bà chút ít. Thì xin trân trọng cảm ơn các ông các bà, các đồng chí, và xin chúc sức khỏe mọi người trẻ mãi không già và không vui không khỏe không có ích cho đời. Tôi rất may mắn là được bố truyền dạy lại, cho nên từ tấm bé tôi đã tích cực học thêm, cho nên là tôi rất yêu thích cây đàn tính và môn đàn tính này, bởi vì cây đàn tính nó có rất nhiều ưu điểm. Thứ hai nữa là nó thể hiện được các cái làn điệu của dân tộc miền núi phía Bắc này, cho nên tôi rất yêu thích. Mà nó có một sự tích về cây đàn tính rất hay. Theo truyền thuyết thì cây đàn tính này
xuất phát từ một trận lũ lụt lớn trong một năm và nước dâng to ngập tràn hết. Trong một số người đang bơi đuối sức thì nhìn thấy một dàn bầu đang trôi nổi trên mặt nước, thì những người đó đã cố bơi đến và bám được vào cái dàn bầu đó và sống sót, nhờ có dàn bầu mà sống sót. Sau khi thoát nạn, họ đã đi tìm địa điểm mới tốt hơn, cao hơn để dựng thôn bản mới, và họ cắt quả bầu ra lấy hạt làm giống. Còn vỏ quả bầu được gắn với một loại gỗ quý thẳng không cong vênh làm cần đàn, và lấy sợi tơ để bên lại và làm 12 dây sợi tơ làm dây. Cây đàn tính hội tụ được đủ cả ba yếu tố thiên địa nhân. Thiên là cây đàn tính này có cần đàn cao vút lên trời xanh. Địa là bầu đàn, là thể hiện là bầu đàn địa. Thế còn dây là nhân, con người tác động vào đây để nói tâm tư với trời đất như vậy. Cho nên nó hội tụ được cả ba yếu tố đó. Hiện nay các dân tộc miền núi Tây Bắc, Việt Bắc đều yêu quý cây đàn tính và dùng cây đàn tính, chơi đàn tính vào những dịp lễ hội quan trọng. Thanh niên ngày nay rất nhiều người vẫn còn yêu thích, nhưng do bận làm ăn, hai nữa tự học cây đàn này là rất khó. Vì vậy các nghệ nhân cần phải tích cực sưu tầm và truyền dạy lại cho các thế hệ mai sau để phát triển cây đàn tính được tốt hơn nữa. Vâng, thì vừa qua thì ông đã cho biết về cái sự tích đàn tính, thì hiện nay thì ông có thể biểu diễn một hai bài đàn tính để phục vụ khán giả không ạ? Vâng, theo truyền thuyết thì đàn tính này là 12 dây. Thế nhưng mà do khi đánh lên, khi bật lên thì cây đàn tính này nó phát ra một cái thứ âm thanh cực kỳ hay, làm cho châu bò đang ăn cỏ dừng lại nghe không ăn cỏ, và cá thì nghe thấy là lao lên nước mắc cạn. Thế chim muông thì không ăn mồi. Thế làm để cho người người nghiêng ngả. Ngọc Hoàng biết tin này đã cho cắt bớt, chỉ để lại 2 đến 3 giây như đàn tính ngày nay. Và theo truyền thuyết như vậy thì đàn tính có 12 giây tương ứng với 12 làn điệu cơ bản. Nhưng trong thực tế thì cây đàn tính có thể còn phục vụ cho rất nhiều làn điệu khác. Do yếu tố thời gian nên tôi phục vụ các quý khách và khán thính giả 2 bài. Bài thứ nhất là bài Xòe Then. Bài thứ hai là bài tính nghi lễ, tức là bài nghi lễ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.